mến chào các em. Trong bài giảng ngày hôm trước, chúng ta đã học về một cái thành phần câu mới, đó là thành phần khởi ngữ. Các cái thành phần câu như chủ ngữ, vị ngữ, trạng ngữ và cả khởi ngữ các em vừa mới học nữa, người ta gọi là các cái thành phần câu liên quan đến cái việc cú pháp câu, nằm trong cái cú pháp của câu, nó diễn đạt cái nghĩa sự việc của câu. Nhưng bên cạnh các cái thành phần như là chủ, vị, trạng hoặc là khởi ngữ mà chúng ta vừa học thì có một loạt các thành phần câu khác không tham gia diễn đạt cái ý nghĩa sự việc, không trình bày nội dung sự việc mà câu nói đến, nhưng nó lại có những chức năng khác, diễn đạt những cái nội dung khác ở trong câu, bổ sung thêm ý nghĩa cho câu. Những thành phần ấy người ta gọi chung lại là các thành phần biệt lập. Và các thành phần biệt lập là những thành phần nào? Trong chương trình tiếng Việt lớp 9, chúng ta sẽ được học về các thành phần biệt lập ấy. Trong bài giảng ngày hôm nay, bài giảng đầu tiên về các thành phần biệt lập, chúng ta sẽ được tìm hiểu về hai thành phần biệt lập, đó là thành phần tình thái và thành phần cảm thán. Vậy vị trí, vai trò, công dụng cũng như cách xác định của các thành phần này như thế nào? Chúng ta bắt đầu nội dung bài học với thành phần biệt lập đầu tiên, thành phần tình thái. Phần 1 La Mã. Thành phần tình thái. Ta cũng bắt đầu với các ví dụ. Ví dụ 1. Với lòng mong nhớ của anh, chắc anh nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Câu văn. Với lòng mong nhớ của anh. Chắc anh nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng anh. Chạy xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Ta có câu văn quen thuộc trong truyện ngắn Chiếc Lược Ngà của nhà văn Nguyễn Quang Sáng, đúng không ạ? Câu văn là lời kể của nhân vật tôi, nhân vật ông ba, kể về cái diễn biến tâm trạng, cảm xúc của anh Sáu khi lần đầu tiên quay trở lại đoàn tụ với gia đình sau suốt 8 năm xa cách. Ta bắt đầu phân tích nội dung câu, phân tích về cấu trúc ngữ pháp của câu văn này. Với lòng mong nhớ của anh, đây là thành phần trạng ngữ. Trạng ngữ chỉ cách thức. Chắc anh nghĩ rằng, anh là chủ ngữ. Nghĩ rằng là thành phần vị ngữ. Toàn bộ thành phần sau là thành phần bổ ngữ cho động từ nghĩ. Nghĩ rằng thế nào? Nghĩ rằng con anh sẽ chạy xô vào lòng, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Trong đó thành phần bổ ngữ bổ sung ý nghĩa cho động từ nghĩ này cũng có thể chia thành các cấu trúc chủ vị nhỏ. Nhưng mà ở đây chúng ta thôi, chúng ta phân tích dừng lại ở cụm chủ vị đầu tiên để chúng ta có thể nhìn cấu trúc của cả câu này nó sáng rõ hơn. Vậy câu này là một câu đơn khá điển hình với trạng ngữ, chủ ngữ và vị ngữ. Nhưng trước chủ ngữ anh lại có một từ là từ chắc. Vậy chắc ở đây là thành phần nào của câu? Nó không phải là khởi ngữ. Mặc dù nó đứng trước chủ ngữ nhưng nó không phải là khởi ngữ, vì nó không nêu lên đối tượng, đề tài được nói đến ở trong câu. Nó cũng không thể kết hợp được với các cái giới từ, các cái quan hệ từ như là và, đối với vân vân. Vậy nó là thành phần gì? Vậy chúng ta cùng tìm hiểu nhé. Thứ nhất này, cái nghĩa sự việc của câu này. Nghĩa sự việc của câu. Nghĩa sự việc của câu là gì ạ? Nghĩa sự việc của câu này, câu này diễn đạt cái sự việc gì? Anh Sáu. Nghĩ. Con mình. Anh Sáu nghĩ con mình sẽ gì nhỉ? Chạy xô lại, ôm chặt lấy cổ anh. Trong cái giờ phút hạnh phúc hai cha con gặp nhau suốt 8 năm liền, anh Sáu nghĩ con mình sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Tuy nhiên, chúng ta thấy nghĩa sự việc là như thế. Nhưng bây giờ chúng ta nói rằng thêm từ chắc. Thêm từ chắc. Thêm từ chắc vào. Thầy cô hỏi này, từ ngữ in đậm trong câu trên thể hiện nhận định của người nói đối với sự việc được nêu lên như thế nào? Sự việc là anh Sáu nghĩ con mình sẽ ôm chặt lấy cổ. Nhưng bạn chú ý
từ nghĩ. Anh Sáu nghĩ nghĩa là những các cái điều này, việc con mình sẽ, con anh sẽ ôm chặt lấy cổ anh, là những điều diễn ra trong tâm tưởng của con người. Và từ một người quan sát, từ một người quan sát bên ngoài, ông ba đang quan sát bạn mình, quan sát người đồng chí, đồng đội của mình, thì làm sao ông ba có thể nhập tâm vào trong đầu của anh Sáu mà biết được rằng, chắc chắn rằng anh Sáu đang nghĩ rằng con anh sẽ ôm chặt lấy anh. Vậy cái nội dung anh Sáu nghĩ con mình sẽ ôm chặt lấy cổ chẳng qua chỉ là lời phỏng đoán của người kể chuyện đó ông ba, rằng là với tất cả những cái lòng mong nhớ, với những tất cả những biểu hiện, những cảm xúc của anh Sáu, nào thì 8 năm chưa gặp, nào thì chưa đến nhà, tiếp cận gần bờ rồi đã nhảy từ mũi thuyền nhảy lên trên bờ, vân vân, thì ông đoán rằng, ông hình dung rằng, ông dự đoán rằng là anh Sáu sẽ nghĩ như thế. Nhưng điều ấy là không chắc chắn, bởi vì không thể nào ông ba, nhân vật người kể chuyện, lại có thể xâm nhập được vào trong suy nghĩ của nhân vật. Đấy là điều không tưởng, đúng chưa? Vậy thêm từ chắc cho thấy cái mức độ chắc chắn của thông tin được nói đến. Chắc anh Sáu nghĩ rằng vậy đây chỉ là lời phỏng đoán thôi, chứ không phải 100% đã là sự thật, đúng không ạ? Chỉ là lời phỏng đoán. Chỉ là sự phỏng đoán thôi của người kể chuyện. Phỏng đoán của người kể chuyện về việc anh Sáu nghĩ như vậy, chắc là nghĩ thế thôi. Nhưng mức độ phỏng đoán, mức độ phỏng đoán qua từ chắc, ta thấy là gì nhỉ? Khá chắc chắn. Tức là độ chính xác của cái thông tin được phỏng đoán ở đây là khá cao, là cao đây, bởi vì có từ chắc mà, đúng không ạ? Khá là chắc chắn. Đó. Thế thì đấy là câu đầu tiên. Ta thấy nếu mà không có cái từ chắc này, không có cái từ chắc là từ in đậm ở trong câu văn, thì nghĩa sự việc của câu có bị ảnh hưởng không? Ta thấy nếu bỏ từ chắc đi, thì với lòng mong nhớ của anh nghĩ rằng con anh sẽ xô vào lòng anh, sẽ ôm chặt lấy cổ anh. Vậy nghĩa sự việc là anh Sáu nghĩ con mình ôm chặt lấy cổ mình thì thế nào ạ? Hoàn toàn bình thường. À xin lỗi, con mình sẽ ôm chặt lấy cổ mình chứ, không phải là từ anh, đúng không ạ? Thầy sửa chút. À, anh nghĩ rằng con mình sẽ ôm chặt lấy cổ mình, đúng không? Thế thì nghĩa sự việc của nó vẫn không hề thay đổi. Bỏ từ chắc đi, nghĩa sự việc hoàn toàn không thay đổi. Thêm thì là mang ý nghĩa phỏng đoán, mà bỏ bớt từ chắc, nghĩa sự việc không hề thay đổi. Không hề thay đổi, đúng chưa? Thêm vào thì thể hiện được cái đánh giá của người nói, người kể chuyện với cái nội dung thông tin này, rằng là tôi phỏng đoán thế thôi, và sự phỏng đoán thông tin này độ chính xác của nó khá là chắc chắn, khá là cao. Còn nếu mà bỏ đi thì nghĩa sự việc, nghĩa thông tin của nó vẫn hoàn toàn không có gì thay đổi, được chưa? Vậy cái từ chắc với cái vị trí, là với cái ý nghĩa là thể hiện cái sự đánh giá, nhìn nhận của người nói đối với cái nội dung thông tin, nội dung sự việc được nói đến ở trong câu, người ta gọi đấy là thành phần tình thái. Từ chắc, từ chắc được gọi là thành phần tình thái. Được gọi là thành phần tình thái của câu. Như vậy chúng ta cùng chốt lại. Thành phần tình thái là các từ ngữ giúp người nói, người viết thể hiện cách nhìn nhận, đánh giá của mình với nội dung thông tin được nói đến ở trong câu, hoặc nói thể hiện cái cách nhìn nhận, đánh giá của mình đối với người nghe, người tiếp nhận thông tin, được chưa? Ta có ví dụ số 2 để mình thạo hơn về phần này. Ví dụ số 2. À, câu văn: có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được nên anh phải cười vậy. Cũng tiếp tục trong chiếc lược ngà. Có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được. À, nên anh phải cười vậy thôi. Nên anh phải cười vậy thôi, đúng chưa? À, ta phân tích thành phần của câu văn này.
có lẽ vì khổ tâm đến nỗi không khóc được. Đây là thành phần trạng ngữ của câu. Trạng ngữ của câu: nên anh phải cười vậy thôi. Nên là quan hệ từ, anh là chủ ngữ. Anh là chủ ngữ, phải cười vậy thôi là thành phần vị ngữ. Là thành phần vị ngữ. Vậy từ có lẽ đứng ở đầu câu văn này có tác dụng gì? À, ta cùng tìm hiểu. Đầu tiên, nghĩa sự việc của nó. Nghĩa sự việc của câu văn này là gì? À, anh Sáu phải cười là bởi vì anh khổ tâm đến mức không thể khóc. Anh Sáu cười vì không thể khóc. Vì anh rất khổ tâm. Đúng chưa? Nhưng cái việc là anh khổ tâm lại là một cái cảm xúc ở bên trong lòng của nhân vật. Làm sao biết được rằng là nhân vật đang khổ tâm? Làm sao biết được là đằng sau nụ cười này là những giọt nước mắt chảy thầm trong lòng của người cha? Không thể biết được. Chính vì vậy cho nên cái thông tin này là thông tin liên quan đến thế giới nội tâm bên trong của nhân vật. Người kể chuyện ở bên ngoài không thể thấu tỏ rõ ràng và chắc chắn được. Cho nên tác giả thêm từ có lẽ. Mang ý nghĩa phỏng đoán. Phỏng đoán rằng thông tin này, thông tin được nói đến ở đây, cái ý nghĩa sự việc được nói đến đây, cái thông tin ở đây rằng anh Sáu cười vì trong lòng khổ tâm quá không thể khóc. Thông tin này chỉ là mang ý nghĩa phỏng đoán. Và mức độ phỏng đoán là mức độ gì nhỉ? À, có thể xảy ra. Có thể xảy ra. Cái mức độ của nó thấp hơn so với cái từ chắc rất là nhiều, đúng không? Chắc tức là chắc chắn, khẳng định là đúng. Còn có lẽ thì tức là có thể xảy ra thôi, có thể là như vậy thôi, chứ không chắc chắn, không chắc như ở bên trên, đúng chưa? Và cái từ này, từ có lẽ này, cũng được gọi là thành phần tình thái bởi nó diễn tả cái thái độ, cách nhìn nhận đánh giá của người nói, ở đây là ông ba, với sự việc được nói đến rằng là anh Sáu cười vì trong lòng khổ tâm. Và nếu như bỏ thêm thì thể hiện cái ý phỏng đoán, mà bớt thì nghĩa sự việc của câu cũng chẳng hề thay đổi. Anh Sáu vẫn cười và anh cười vì trong lòng khổ tâm. Nhưng nếu như thế thì câu văn này mang ý nghĩa khẳng định tuyệt đối rằng chính là anh Sáu cười vì lòng anh khổ tâm quá. Tuy nhiên thêm từ có lẽ vào, câu văn trở nên chân thực và sống động hơn, phù hợp với logic hơn. Vì thực tế, người kể chuyện không phải là nhân vật anh Sáu. Làm sao biết được anh Sáu trong lòng khổ tâm đến thế nào? Làm sao biết được là anh Sáu đang nghĩ gì ở trong đầu mà có thể quyết đoán, đúng chưa? Vậy thêm các từ như chắc, thêm các từ như có lẽ, thể hiện cái thái độ, cách nhìn nhận đánh giá của người nói đối với cái sự việc được nói đến ở trong câu. Sự việc ấy chính xác như thế nào? Nó thể hiện được cái thái độ, cách nhìn nhận đánh giá của người nói đối với cái sự việc ở trong câu. Sự việc ấy có chính xác không? Chính xác ở mức độ nào? Thì tác giả nói rất là cụ thể qua các cái từ ngữ mà chúng ta liệt kê ra đây là chắc, là có lẽ, người ta gọi là thành phần tình thái. Từ đó chúng ta đi đến kết luận thế nào là thành phần tình thái. Thành phần tình thái là thành phần câu có đặc điểm gì nhỉ? À, là thành phần câu dùng để thể hiện điều gì? Thể hiện cách nhìn nhận của người nói hoặc có thể là người viết đối với cái sự việc được nói đến trong câu. Cái thông tin sự việc được nói đến trong câu. Hoặc thể hiện cách nhìn nhận, thái độ, cách đánh giá với người nghe. Thể hiện thái độ đối với người nghe, đúng chưa? Căn cứ vào
cái định nghĩa này của thành phần tình thái, chúng ta có thể kể đến một số loại thành phần tình thái cụ thể. Các nhóm thành phần tình thái. Đầu tiên, nhóm các thành phần tình thái gắn liền với các từ ngữ chỉ mức độ. Nhóm các từ ngữ, các thành phần chỉ mức độ. Chắc chắn. Thí dụ như mình có từ chắc. Chắc chắn. Có lẽ, hình như, vân vân, dường như, vân vân, mang ý nghĩa phỏng đoán thấp hơn, đúng không ạ? Đó là các từ ngữ chỉ độ chắc chắn, mức độ chắc chắn của cái thông tin, sự việc được nói đến ở trong câu. Thứ hai là nhóm các từ ngữ chỉ quan điểm riêng. Của người nói. Quan điểm riêng của người khác. Rộng ra như vậy. Đó là các cách nói thể hiện rằng đây không phải là cái nội dung thông tin mà tôi đưa ra hoặc người này người khác đưa ra, mà đây là nội dung thông tin của những người cụ thể, của những cá nhân cụ thể, và tôi không chịu trách nhiệm về nội dung thông tin đó. Thí dụ, theo tôi, ý anh hoặc là gì? Theo quan điểm của anh, vân vân. Các cách nói để thể hiện rằng cái nội dung thông tin ở phía sau đây là quan điểm cụ thể của một ai đó, và cái người đưa ra cái quan điểm đó sẽ phải là người chịu trách nhiệm cho độ chính xác của thông tin. Còn cá nhân người nói, người viết sẽ không chịu trách nhiệm cho độ chính xác của thông tin ấy. Được chưa? Đó là các cách nói, ví dụ như theo tôi, từ quan điểm của tôi, theo ý anh, vân vân và vân vân. Được chưa? Đó là nhóm thứ hai chúng ta thường thấy là mang các ý nghĩa tình thái. Nhóm thứ ba là các từ ngữ thể hiện thái độ, quan hệ, tình thái đấy, giữa người nói với người nghe. Vậy là hai cái nhóm đầu tiên này là thể hiện cái cách nhìn của người nói, người viết đối với nội dung thông tin được nói đến ở trong câu. Còn cách thứ ba này sẽ là các từ ngữ thể hiện thái độ của người nói, người viết với người nghe, người tiếp nhận cái câu nói, cái câu văn đó, đúng chưa? Đây là các cái từ ngữ thường xuyên xuất hiện ở phía cuối của các câu văn. Thí dụ như a này, từ a thường là kết thúc của các cái câu mà diễn tả mối quan hệ, cách thái độ của người nói và người nghe là một cái mối quan hệ rất là gần gũi, ngang bằng, đúng không ạ? Hoặc từ a này là ý muốn mang cái hàm ý là kính trọng với người nghe, đúng không ạ? Hoặc là gì nhỉ? Từ nhỉ này, từ nhé này, từ ma này, vân vân. Các từ này thể hiện cái thái độ gần gũi, thân thuộc của người nói với người nghe. Vậy nó còn thể hiện được cả cái quan hệ giữa người nói và người nghe, cách nhìn nhận, thái độ, đánh giá của người nói với người nghe nữa, đúng chưa? Đây là các từ thường đứng ở cái cuối câu văn. Đó là một số các cái tình thái, một số các cái thành phần tình thái chúng ta thường gặp ở trong các câu văn. Sau đây chúng ta chuyển sang thành phần thứ hai là thành phần cảm thán. Ta sang phần thứ hai, thành phần cảm thán. Thành phần cảm thán, ta cũng bắt đầu với các ví dụ. Ví dụ 1, câu văn: ồ sao mà độ ấy vui thế? Ồ sao mà độ ấy vui thế? Câu văn trích trong Chuyện ngắn làng của nhà văn Kim Lân, đúng chưa? Ta cũng thử tìm hiểu xem câu văn này có gì nhỉ? Nghĩa sự việc.
nghĩa sự việc của câu văn là gì? À, nghĩa sự việc của câu văn là ông hai nhớ về độ ấy, tức là cái thời gian mà ông vẫn còn được ở làng mình, ở cái làng chợ dầu. Và khi kháng chiến bùng nổ, cả làng ông cùng tham gia cách mạng, tham gia kháng chiến. Và ông cùng với anh em thanh niên đi đào hào, đắp lũy vân vân, thật là vui vẻ, đúng không ạ? Nghĩa sự việc là gì nhỉ? Độ ấy, tức là thời gian ở làng rất là vui. Và nếu mà chỉ cần thời gian ở làng rất là vui thì chỉ cần sao mà độ ấy vui thế thôi là được. Cần gì đến từ ồ? Từ ồ có vai trò gì nhỉ? Thêm từ ồ vào. Thêm từ ồ. Tác giả thể hiện cái cảm xúc của mình về cái thông tin, cái sự việc là ngày xưa vui quá. Vậy thể hiện cái niềm gì nhỉ? Niềm vui. Niềm vui. Sự sung sướng. Niềm vui, sự sung sướng khi nhớ về những kỷ niệm gắn bó với làng. Thể hiện niềm vui của ông hai, sự sung sướng của ông hai. Từ ồ này thể hiện niềm vui, sự sung sướng của ông hai khi nhớ về những kỷ niệm đẹp đẽ gắn bó với làng, với kháng chiến, đúng chưa? Nghĩa là nó thể hiện cảm xúc, nó bộc lộ cảm xúc của nhân vật, đúng chưa? Và nếu như ta bỏ từ ồ đi, bỏ từ ồ khỏi câu văn, thì nghĩa sự việc của nó vẫn cứ nói rằng quãng thời gian ở làng là quãng thời gian rất vui. Vậy nghĩa sự việc không thay đổi. Nghĩa sự việc không hề thay đổi, đúng chưa? Chỉ có điều là tác giả, nhân vật của chúng ta không thể hiện được cái cảm xúc, cái trạng thái tâm lý của mình khi nói về câu chuyện đó, khi nói về cái sự việc đó mà thôi. Những các cái từ ngữ được thêm vào trong câu văn để thể hiện cái cảm xúc, thể hiện cảm xúc của nhân vật, cảm xúc của người viết, người ta gọi là thành phần cảm thán. Vậy thành phần cảm thán là những các cái thành phần câu được dùng để bộc lộ tâm lý của người nói hoặc người viết, đúng không ạ? Từ ồ ở đây là một thành phần câu và được gọi là thành phần cảm thán. Tương tự như vậy, ta có ví dụ số 2. Trời ơi, chỉ còn 5 phút. Câu văn trong Lặng lẽ Sapa, đúng không ạ? Đây là câu nói của anh thanh niên. Trời ơi, chỉ còn 5 phút. Chỉ còn 5 phút. Nghĩa sự việc của câu này, câu này thông báo một sự việc rằng chỉ còn 5 phút nữa là xe đã chạy, là họ phải chia tay nhau. Anh thanh niên phải chia tay với ông họa sĩ và cô kỹ sư. Bên cạnh nghĩa sự việc, tác giả thêm vào từ trời ơi. Thêm vào từ trời ơi. Thêm từ trời ơi. Thể hiện gì đấy ạ? À, thể hiện một cái gì đó dường như là hốt hoảng, rất ngạc nhiên khi nhận ra rằng thời gian còn lại quá ít. Và cả một cái gì đó nữa như là sự tiếc rẻ vì thời gian trôi đi nhanh quá, đúng chưa? Có cả cái gì đó nữa như là hốt hoảng, như là sự tiếc rẻ của anh thanh niên vì thời gian trôi đi nhanh quá. Vậy cái thành phần trời ơi này thêm vào trong câu văn chỉ để thể hiện cái thái độ cảm xúc của, thái độ cảm xúc của nhân vật, chứ không góp phần vào việc thể hiện nghĩa sự việc của câu văn. Nếu bỏ trời ơi đi, chỉ có 5 phút, câu văn vẫn giữ nguyên cái nghĩa sự việc của nó, là thông báo việc chỉ có 5 phút nữa là xe chạy, là họ phải chia tay nhau. Thêm trời ơi, tác giả còn bộc lộ cảm xúc của người nói nữa, đúng không ạ? Với cái sự việc được nói đến ở trong câu đó. Như vậy, từ ví dụ số 1, ví dụ số 2, chúng ta có thể rút ra phần khái niệm. Thế nào là gì nhỉ? Thành phần cảm thán. Thành phần cảm thán là gì? Là thành phần là thành phần câu, là thành phần biệt lập của câu. Có tác dụng gì nhỉ? À, có tác dụng
thể hiện, bộc lộ cảm xúc của người nói hoặc người viết. Người nói hoặc người viết. Dấu hiệu để nhận ra các cái thành phần cảm thán ở trong câu đó thường là các thán từ: ôi, chao ôi, trời ơi, ối giời ơi, than ôi, vân vân. Đó thường là các thán từ, người ta gọi là thành phần cảm thán, đúng không ạ? Thì nó là các cái thán từ. Và thán từ thì thường đứng ở đầu câu, và nếu cần nó có thể tách ra, tạo thành một câu biệt lập. Nếu tự nó tách ra thành một câu, ở đây không phải là dấu phẩy mà là dấu chấm, thì trời ơi đã trở thành một câu đặc biệt, một câu cảm thán. Nhưng nếu dùng dấu phẩy, nó thuộc một bộ phận của câu, thì bộ phận ấy, thành phần ấy, người ta gọi là một cái thành phần, gọi là thành phần cảm thán của câu. Được chưa? Nó là một thành phần thể hiện cái cảm xúc của người nói, người viết. Vậy bây giờ chúng ta nhìn lại tổng thể thành phần cảm thán và thành phần tình thái có những đặc điểm gì chung giống nhau. Ta có một nhận xét. À, cả thành phần tình thái cả thành phần cảm thán cả thành phần tình thái và thành phần cảm thán ở trong câu, chúng đều có chung một số nét đặc biệt, đó là không góp phần diễn đạt nghĩa sự việc của câu, không tham gia thể hiện nghĩa sự việc của câu. Nghĩa là nếu bỏ chúng đi thì nghĩa sự việc của câu vẫn không bị ảnh hưởng. Nó chỉ thể hiện cách nhìn, cách đánh giá của người nói với cái thông tin, sự việc được nói đến. Cách nhìn, cách cảm, tức là cảm xúc của người nói với thông tin được nói đến. Hoặc với chính người nói, xin lỗi, chính người nghe, người tiếp nhận cái thông tin. Được chưa? Đó. Như vậy, chúng ta thấy đặc điểm chung của nó, dù là tình thái thể hiện cách nhìn, đánh giá của người nói đối với thông tin được nói, độ chắc chắn của thông tin được nói đến, hoặc với người nghe, hay thành phần cảm thán giúp bộc lộ cảm xúc của người nói, người viết, thì chúng đều có hai đặc điểm chung này. Chúng không tham gia vào việc biểu hiện nghĩa sự việc của câu, và tất cả các thành phần mà có đặc điểm là không tham gia thể hiện nghĩa sự việc của một câu, người ta gọi là các thành phần biệt lập. Mà thành phần tình thái và thành phần cảm thán là hai trong số những thành phần biệt lập ấy. Những buổi sau chúng ta sẽ còn được làm quen thêm với những thành phần biệt lập khác. Chúng không tham gia diễn đạt nghĩa sự việc của câu, đúng chưa? Thì ta gọi là các thành phần biệt lập. Mình lưu ý như vậy. Sau đây, thầy trò đến với phần thứ 3. Chúng ta cùng luyện tập để thành thạo thêm cái kỹ năng xác định thành phần biệt lập, cụ thể là thành phần cảm thán và thành phần tình thái. Đồng thời có thể luyện tập để đặt những cái câu, viết những cái đoạn có thành phần cảm thán và thành phần tình thái ở trong câu. Ta đến phần 3 la mã. Luyện tập. Bài số 1. Tìm các thành phần tình thái, cảm thán trong những câu sau đây. À, lúc này thì thầy cô không chỉ rõ là tình thái hay cảm thán, bạn phải tự mình nhận diện và phân biệt. Câu A. Nhưng còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ ông còn ghê giận hơn cả những tiếng kia nhiều. Nghĩa sự việc của câu này trong bài làng của Kim Lân, đúng không ạ? À, nói đến cái việc là ông ghê giận hơn cả những cái điều mà ông đã từng nghĩ đến trước đó là ông sợ. Đó là việc là gia đình ông sẽ không còn ai dám chứa chấp, không còn ai dám làm ăn với gia đình mình nữa, đúng không ạ? Điều đấy mới là điều thật đáng ghê sợ. Nhưng có còn cái này nữa mà ông sợ, có lẽ còn ghê rợn hơn những tiếng kia nhiều. Ở đây chúng ta thấy có một từ rất quen thuộc để chỉ mức độ,
để chỉ đánh giá, cách nhìn nhận đánh giá của người nói đối với cái mức độ thông tin được nói đến, rằng là có lẽ, rằng là điều này còn ghê sợ hơn cả những tiếng kia. Đó là từ có lẽ. Từ có lẽ diễn tả cái sự mức độ chắc chắn về cái sự đánh giá thông tin được đưa ra. Thông tin được đưa ra ở đây là ghê rợn hơn cả những tiếng kia. Nhưng điều này không chắc chắn lắm, cho nên tác giả dùng từ có lẽ. Vậy thể hiện cái cách nhìn nhận đánh giá với cái thông tin được nói đến ở trong câu thì đó là thành phần tình thái. Thành phần tình thái. Câu B. Chao ôi, bắt gặp một con người như anh ta là một cơ hội hãn hữu cho sáng tác, nhưng hoàn thành sáng tác còn là một chặng đường dài. Ta nhận ra ngay từ ngữ chao ôi. Chao ôi là một từ dùng để bộc lộ cảm xúc, đúng không ạ? Thể hiện cái suýt xoa của người họa sĩ khi may mắn bắt gặp được một con người thú vị, một nguyên mẫu cho sáng tác của mình. Vậy ở đây, chao ôi là từ dùng để bộc lộ cảm xúc, để bộc lộ cảm xúc trong câu văn, thể hiện cảm xúc của người nói đối với cái sự việc được nói đến. Vậy lúc này, chao ôi là thành phần cảm thán. Câu C. Trong giờ phút cuối cùng, không còn đủ sức trăn trối lại điều gì. Hình như chỉ có tình cha con là không thể chết được. Anh đưa tay vào túi, móc cây lược đưa cho tôi và nhìn tôi một hồi lâu. Ta chú ý, ở đây nội dung thông tin của nó là tình cha con là không thể chết. Tình cha con là không thể chết, nhưng ở đây tác giả là nhân vật quan sát ở bên ngoài, không thể chắc chắn được rằng tình cha con vẫn còn sống mãi được trong trái tim của người cha. Vậy chúng ta thấy tác giả dùng từ hình như. Hình như. Hình như để nói về cái sự chắc chắn của mình về cái thông tin được nói đến, tình cha con là không thể chết. Trên thế giới này, quy luật vạn vật vô thường, cái gì cũng có sinh ra rồi biến mất, sinh rồi lại diệt. Nhưng có những thứ có lẽ là không bao giờ chết, có lẽ là không bao giờ mất đi, là bất diệt. Nhưng điều đấy tác giả không chắc chắn, tác giả không thể chắc chắn. Tình cha con có phải là thứ bất diệt hay không, tác giả không chắc chắn lắm, cho nên tác giả dùng từ hình như. Vậy từ hình như góp phần diễn tả cái cách nhìn nhận, thái độ đánh giá của tác giả với cái thông tin mình nói ra, là cái thông tin rằng tình cha con không thể chết. Nêu cái cách nhìn nhận đánh giá của mình về độ chính xác của thông tin, ta thấy nó là thành phần tình thái. Đúng chưa? Hình như. Câu D. Ông lão bỗng ngừng lại, ngờ ngợ như lời mình không được đúng lắm. Chả nhẽ cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được. Chúng ta thấy ở đây có từ chả nhẽ. Từ chả nhẽ. Từ chả nhẽ ở đây mang ý nghĩa gì? À, chả nhẽ nghĩa là điều mà mình nói đến sau đây đây là một điều rất là phi lý, một điều trái với logic thông thường, trái với niềm tin mà mình vẫn hằng gửi gắm. Và từ chả nhẽ cho thấy cái nội dung thông tin, cái bọn ở làng lại đổ đốn đến thế được, là một điều rất là khó xảy ra, không sẽ xảy ra, đúng không ạ? Vậy cái nội dung thông tin được nói đến là không có độ chính xác, không cao, thể hiện cái thái độ, cách nhìn nhận đánh giá của người nói đối với thông tin được nói đến thì đây là thành phần tình thái. Thành phần tình thái. Thể hiện cái thái độ nghi ngờ, thái độ nghi ngờ của người nói đối với cái thông tin được nói đến. Cái việc mà bọn ở làng đổ đốn theo giặc là việc rất đáng ngờ, không có cơ sở thực tế, đúng chưa? Đấy là bài tập số 1. Chúng ta xác định được các cái từ ngữ thể hiện các cái thành phần tình thái và thành phần cảm thán như thế. Bài này không khó, đúng không ạ? Thầy cho sang bài số 2. Bài 2. Hãy sắp xếp các từ ngữ sau đây theo trình tự tăng dần độ tin cậy hay độ chắc chắn của thông tin. Đây hoàn toàn là các từ ngữ thuộc cái phần thành phần tình thái, và chúng ta sẽ phải sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần của độ tin cậy. Tức là những từ ngữ nào thể hiện độ tin cậy thấp nhất ta sẽ xếp đầu tiên, còn độ tin cậy cao nhất ta sẽ xếp cuối cùng để ta có trình tự tăng dần. Vậy trong các từ này mình thấy cái độ tin cậy thấp, tức là nội dung thông tin này có khả năng chính xác không cao á, thì mình có các từ như dường như, dường như, hoặc là hình như. Hình như và dường như thì cũng có cùng một mức độ
thể hiện rằng cái điều mà ta nói đến trong câu văn đây có độ chính xác không cao, đúng chưa? Hoặc là có vẻ như cả ba từ này đều mang cái ý nghĩa là cái nội dung thông tin này không thực sự chắc chắn, có cái độ tin cậy chưa cao. Tiếp theo, mạnh hơn chút nữa là từ có lẽ. Cũng là phỏng đoán nhưng nó lại có cái lý lẽ riêng, có logic riêng, và người ta tin rằng có một cái cơ sở nào đó để có thể tin rằng cái điều thông tin mà mình nói đến đây là sự thực. Từ có lẽ thì có độ chắc chắn lớn hơn một chút. Tiếp tục, mình thấy mạnh hơn có lẽ là từ chắc là. Một cái từ mang ý nghĩa phỏng đoán, tức là sau một cái chuỗi suy luận liên hệ logic thì mình đoán rằng kết quả có lẽ là như thế, chắc là như thế. Chắc thì có lẽ mạnh hơn có lẽ. Tiếp tục, sau chắc là mình thấy là mạnh hơn chắc là chắc hẳn. Nếu như trước đó chỉ là dự đoán là phỏng đoán thì chắc hẳn đã là dự đoán một cách chắc chắn rồi, có niềm tin vững chắc rồi. Nhưng mà mạnh hơn cả chắc hẳn nữa thì chúng ta thấy là từ chắc chắn. Không chỉ có cơ sở lý luận, có khi còn có cả bằng chứng để tin rằng điều mình nói đây là đúng, là chính xác, là phù hợp với sự thật, đúng chưa? Như vậy, chúng ta có cả một hệ thống các cái từ ngữ diễn tả cái thái độ, cách nhìn nhận đánh giá của ta đối với cái thông tin được nói đến, là cái thành phần tình thái đấy ở trong câu, với cái mức độ tăng dần như trên. Ta phải lựa chọn các từ ngữ sao cho phù hợp để diễn tả đúng cái mức độ tin cậy của ta đối với cái thông tin mà ta nói đến ở trong câu văn. Bài số 3 chính là bài tập yêu cầu chúng ta xác định được điều đó. Bài số 3. Bài số 3. Hãy cho biết những từ có thể thay thế nhau trong câu sau đây. Với từ nào thì người nói phải chịu trách nhiệm cao nhất về độ tin cậy của sự việc mình nói ra, và với từ nào thì trách nhiệm đó thấp nhất. Câu văn trong chiếc lược ngà. Với lòng mong nhớ của anh, chắc, hình như hay chắc chắn rằng anh nghĩ rằng con mình sẽ chạy xô vào lòng và ôm chặt lấy cổ anh. Câu văn này là câu văn trong cái phần ví dụ, phần thành phần tình thái ta đã quen. Tác giả dùng từ là từ chắc. Tác giả dùng từ chắc. Nhưng thực ra ở đây có thể dùng từ hình như hoặc dùng từ chắc chắn. Nhưng khi dùng các từ khác nhau về mức độ tin cậy, về mức độ chắc chắn, thì tác giả phải chịu trách nhiệm cho thông tin mình đưa ra. Vậy nếu như thông tin đưa ra mà mình càng chắc chắn bao nhiêu thì trách nhiệm mình phải chịu với nó là càng lớn bấy nhiêu. Nghĩa là nó đúng thì khẳng định rằng mình là người có trách nhiệm khi đưa tin chính xác. Còn nếu như nó sai thì trách nhiệm mình phải chịu là lớn nhất, bởi vì mình đã dùng cái từ đấy ở mức độ cao nhất. Còn nếu mà mình dùng ở mức độ rất là nghi ngờ, nghĩa là cái trách nhiệm của tôi chịu với cái thông tin tôi đưa ra là thấp hơn nhiều, vì tôi không quả quyết, tôi không khẳng định một cách chắc chắn điều ấy là đúng, đúng chưa? Vậy thì qua ba cái tình thái từ ở đây, chắc, hình như và chắc chắn, chúng ta dễ nhận ra ngay. Nếu như ta dùng từ hình như thì cho thấy rằng cái mức độ, cái khả năng mà thông tin được nói đến ở đây chính xác là thấp, đúng không ạ? Vì nó thấp cho nên cái sự chịu trách nhiệm cũng thấp theo. Ít phải chịu trách nhiệm. Hoặc là gì nhỉ? Đúng hơn là gì? Chịu trách nhiệm. Nhưng mà là chịu trách nhiệm gì? Không cao, thấp nhất. Chịu nhiệm thấp nhất. Còn nếu dùng từ chắc là từ mà tác giả đang dùng ở trong văn bản của chúng ta, thì từ chắc cũng có nghĩa là gì ạ? Cũng có nghĩa là thông tin này khá là chính xác rồi, độ tin cậy khá là cao rồi. Vậy lúc này phải chịu trách nhiệm. Cao. Với thông tin mà mình đưa ra, với cái suy luận phỏng đoán của mình đưa ra rằng anh Sáu đúng thật là anh đang nghĩ rằng con anh sẽ chạy ôm ùa vào lòng anh và ôm lấy cổ anh. Còn nếu như mà tác giả dùng từ chắc chắn thì lúc này tác giả phải chịu trách nhiệm cao nhất, bởi vì tác giả đã khẳng định mạnh mẽ với độc giả rồi. Chịu trách nhiệm cao nhất. Nếu như thông tin này không đúng thì tác giả sẽ phải hoàn toàn chịu trách nhiệm, đúng chưa? Vì đã dùng từ chắc chắn. Và thực ra không dùng từ chắc chắn là một cái giải pháp
gì nhỉ, đúng đắn. Bởi làm sao tao thể biết được 100% chính xác hoàn toàn những gì mà người khác nghĩ khi chúng ta không thể là chính nhân vật đó, không phải là kể từ điểm nhìn của, từ cảm xúc của chính ông Sáu, đúng chưa? Vậy tác giả dùng từ chắc ở đây là rất hợp lý, vừa tạo được độ tin cậy cho người đọc, người nghe, đồng thời cũng không tự tin mà khẳng định một cách chắc chắn. Vậy tác giả dùng từ rất là thông minh và chính xác, đúng chưa? Đó chính là cái bản lĩnh, đó chính là cái đẳng cấp trong việc dùng từ của các nhà văn. Đó là bài tập số 3. Bài tập số 4, thầy cô yêu cầu mình viết một đoạn văn ngắn nói về cảm xúc khi được thưởng thức một tác phẩm nghệ thuật, một tác phẩm văn nghệ. Trong đó có những cái câu chứa thành phần tình thái hoặc cảm thán. Thế thì chúng ta chỉ cần nắm chắc các cái từ ngữ thường xuyên được dùng để thể hiện cái cảm xúc của người nói, người viết với cái sự việc được nói đến trong câu, hoặc thể hiện cách đánh giá, thái độ đánh giá đối với cái sự việc được nói đến trong câu, thành phần tình thái, là ta có thể hoàn thành rồi. Việc viết đoạn văn này là không khó, và có cách là các bạn cứ viết những đoạn văn bình thường, sau đó mình gia tăng thêm vào các cái yếu tố chỉ cảm thán, các cái yếu tố chỉ tình thái, là chúng ta đã có được những thành phần cảm thán và thành phần tình thái trong câu. Việc gia tăng thêm các thành phần đó là không khó khăn. Vậy bài tập này là bài tập tự luyện, các bạn sẽ luyện viết những đoạn văn của mình, được chưa? Bài giảng của thầy cho ta cùng tìm hiểu về các thành phần biệt lập đầu tiên, thành phần tình thái và thành phần cảm thán sẽ dừng lại tại đây. Thầy sẽ gặp lại các bạn trong buổi học sau, chúng ta tìm hiểu tiếp hai thành phần biệt lập còn lại.